Gần đây thì React mới phát hành chính thức cái document mới ở trên cái địa chỉ là react.dev. Vậy thì đối với những cái người mà mới bắt đầu học lập trình hay những người mà mới bắt đầu tìm hiểu về React thì chúng ta sẽ cần phải có những cái lưu ý gì để có thể học React được hiệu quả hơn từ những cái sự thay đổi của cái trang document của React này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Howtech, mình là Tùng. Đối với những bạn lần đầu xem video thì mình làm các video tutorial về lập trình Mục đích để chia sẻ với các bạn cái kiến thức lập trình hữu ích bằng ngôn ngữ tiếng Việt Và sau khi public chính thức thì các bạn có thể truy cập vào cái document mới của React Thông qua cái đường dẫn là react.dev ở đây Và thông qua đây mình sẽ có một vài cái lưu ý cho các bạn để các bạn có thể học React hiệu quả hơn ở trong cái năm 2023 này Thì đầu tiên là các bạn sẽ thấy là Lưu ý đầu tiên đó là khi mà các bạn search create React app Thì các bạn hoàn toàn không thấy cái đoạn text create React app hay là CRA ở trong cái document mới nữa. Thì như các bạn biết thì cái thằng CRA này nó là một cái thư viện của React để giúp chúng ta cấu hình một cái project React từ đầu. Nhưng mà thực sự là nó đã rất già cỗi rồi và nó rất là nặng nề luôn khi mà các bạn cài đặt một cái project mới thì các bạn mất vài phút để có thể setup xong cái dự án của chúng ta và nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Và thì các bạn lưu ý giúp mình là chúng ta không sử dụng CRA nữa mà thay vào đó các bạn mình khuyến khích các bạn sử dụng một thằng gọi là vite, đọc là vít nhé Đấy, thằng này này vite này next generation frontend tooling đây thì các bạn sử dụng thằng này cho mình nó sẽ cấu hình cho các bạn một cái react project rất là nhanh chỉ mất vài giây là chúng ta đã có thể setup xong một cái project react và cái cú pháp cài đặt của nó cũng rất là dễ các bạn vào cái menu guide này đấy và để cài đặt nhá các bạn nếu mà sử dụng npm thì các bạn chạy câu lệnh này thôi npm create vite à, latest hoặc là yarn create vite hoặc là pnpm thì NPNPM create vite Đấy, chỉ bằng vài cái lệnh này thôi là các bạn có thể setup được một cái dự án về React đấy là cái lưu ý đầu tiên và cái lưu ý thứ hai mình muốn chia sẻ đó là khi mà các bạn vào trong cái phần learn đây, và các bạn vào phần installation start a new React project start a new React project thì các bạn sẽ thấy này nó gợi ý cho chúng ta là hoàn toàn là nên sử dụng toàn là những cái full stack framework hết như là cái thằng Next.js này thằng Remix này hay thằng Gatsby đây chính là cái tương lai ở những cái bản cập nhật sau của cái thằng React là nó sẽ hướng tới là nó sẽ làm giống như là những cái tính năng của cái thằng Next.js nó hướng tới là một cái full stack framework đấy các bạn thấy không Next.js is a full stack React framework và thực tế là cái đội ngũ của React ấy, nó cũng đang làm việc với nó đang cộng tác với cái team Next.js này để làm cho các cái cập nhật tiếp theo đấy nó cũng nốt ở luôn ở trong cái document ở đây này các bạn sẽ thấy này cái phần bleeding s React framework ở đây đấy các bạn sẽ thấy là the Next.js team has agreed to cooperate with us in researching, developing, integrating and testing. Đấy, nó đang làm việc với cái team Next.js để cho các cái cập nhật tiếp theo và nó sẽ hướng tới là là một cái full stack framework là nó sẽ bao gồm React này, bao gồm những cái thư viện về routing, về bundling, hay là những cái server technology. Đấy thì sau khi các bạn học về React JS thì các bạn nên tìm hiểu thêm về những cái thư viện như là thằng Next.js chẳng hạn và nó sẽ chuyển dần từ cái hướng là client rendering sang server side rendering. Và cái lưu ý cuối cùng của mình đó là ở cái thời điểm trước khi mà các bạn học React các bạn luôn luôn thấy là có hai cái định nghĩa là một là class component, hai là function component. Thì bây giờ thời điểm này, năm 2023 thì các bạn bỏ hết, quên hết những cái khái niệm về class component giúp mình. Và bây giờ các bạn sẽ chỉ cần học cái function component. Và điều này cũng được thể hiện ở trong cái React doc thì khi các bạn làm bất kỳ một cái tutorial nào ở trên đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bắt đầu bằng các cái function có đơn hết và hoàn toàn là không còn thấy bóng dáng của cái thằng class một đơn nữa. Và để học hiệu quả nhất thì các bạn nên học luôn function một đơn giúp mình cũng như là học các cái React hooks đó và đó là cái cách học React một cách hiệu quả nhất từ năm 2023 này trở đi và đó là vài cái chia sẻ của mình khi mà thấy cái React Doc này nó được release một phiên bản chính thức và hy vọng là các bạn sẽ có thêm những cái định hướng để có thể học React hiệu quả nhất ở trong năm 2023 này cảm ơn và xin chào các bạn.